Số 339, Kinh Đắc Vô Cấu Thí Nữ, Hán dịch đời Nguyên Ngụy, đại sư của Đàm Bát Nhã Lưu Chi. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Thế Tôn cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 1.250 vị trú ở khu lâm viên Kỳ Đà Cốc Cô Độc, thuộc thành Xá Bà Đề. Các vị tỳ kheo này đều là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã dứt hết, không còn phiền não, đạt được tự tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, là bậc rồng lớn trong các loài người. Làm điều đáng làm, những điều cần làm đã làm xong, xa lìa các gánh nặng, đã được lợi mình với các kết xử, khéo được chánh trí, tâm giải thoát tất cả, đặt đến bờ bên kia, chỉ trừ một vị là tôn giả A Nan, còn ở hàng hữu học. Ngoài các vị đại A-la-hán, còn có 10.000 vị đại Bồ-Tát, đều là bậc không thoái chuyển, chỉ còn một lần sinh. Tên của các vị ấy là Bồ-Tát Bảo Minh, Bồ-Tát Tụ, Bồ-Tát Thắng Tạng, Bồ-Tát Danh Xứng Ý, Bồ-Tát Biện Tụ, Bồ-Tát Quán Thế Tự Tại, Bồ-Tát Đắc Đại Thế, Bồ-Tát Di Lặc, Bồ-Tát Đắc Vô Ưu, Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ-Tát Bất Mê Hành, Bồ-Tát Bất Mê Kiến, Bồ-Tát Trừ Ác, Bồ-Tát Hoại Nhất Thiết Bi Ám, Bồ-Tát Công Đức Bảo Hoa Trang Nghiêm, Bồ-Tát Kim Anh Quang Đức, Bồ-Tát Chứa Nhất Thiết Tội, Bồ-Tát Bất Hoại Tư Duy. 10.000 vị Bồ-Tát đều là hàng thượng thủ như vậy. Bây giờ tôn giả Sư Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ma Ca Diếp, tôn giả Tu Bồ Đề, tôn giả Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử, tôn giả Ly Bà Đa, tôn giả A Nê Lâu Đại, tôn giả A Nan Đà, 8 vị đại thanh văn như vậy cùng với các vị Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ-Tát Trừ Ác, Bồ-Tát Bảo Tràng, Bồ-Tát Bất Mê Kiến, Bồ-Tát Chướng Nhất Thiết Tội, Bồ-Tát Quán Thế Tự Tại, Bồ-Tát Biện Tụ, Bồ-Tát Bất Mê Hành. Tất cả chư vị vào lúc sáng sớm đắp y cầm bát mặc ca sa, muốn vào thành Xá Bà Đề khất thực. Chưa đến thành, vào khoảng giữa đường các vị cùng nói: Tâm chúng ta an trú nơi pháp tam muội như sắc. Vào đại thành Xá Bà Đề khất thực. Khi vào thành như vậy, nguyện cho tất cả dân chúng đều được nghe thánh đế. Tôn giả Xá Lợi Phất: Tâm tôi an trú nơi tam muội như sắc, vào đại thành Xá Bà Đề khất thực. Nếu vào thành như vậy thì nguyện cho tất cả dân chúng ở trong thánh đế được tuệ vô ngại, được tuệ mạng không bị hủy hoại, trí tuệ ấy không mờ ám. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: Tâm tôi an trú nơi tam muội như sắc, vào đại thành Xá Bà Đề khất thực. Nếu vào thành như vậy thì nguyện cho tất cả dân chúng không có ma nghiệp. Tôn giả Đại Ca Diếp: Tâm tôi an trú nơi tam muội vô sắc, vào đại thành Xá Bà Đề khất thực. Nếu vào thành như vậy thì nguyện cho tất cả nam nữ cúng dường thức ăn cho tôi đều được phước báo vô tận cho đến đạt tới niết bàn. Tôn giả Tu Bồ Đề: Tâm tôi an trú nơi tam muội như sắc, vào đại thành Xá Bà Đề khất thực. Nếu vào thành như vậy thì nguyện cho tất cả dân chúng chứng đắc tánh không. Tôn giả Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử: Tâm tôi an trú nơi tam muội như sắc, vào đại thành Xá Bà Đề khất thực. Nếu vào thành như vậy thì nguyện cho tất cả dân chúng đều đạt được tam muội. Tôn giả Ly Bà Đa: Tâm tôi an trú nơi tam muội như sắc, vào đại thành Xá Bà Đề khất thực. Nếu vào thành như vậy thì nguyện cho tất cả ngoại đạo Giá La Ca Bà Ly Bà La Xà Ca Di Xà Ca Ni Kiền Đà A Kỳ Tỳ Ca Bà La Môn cư sĩ đều không còn ác kiến. Tôn giả A Nan Lâu Đại: Tâm tôi an trú nơi tam muội như sắc, vào đại thành Xá Bà Đề khất thực. Nếu vào thành như vậy thì nguyện cho tất cả dân chúng không ganh ghét nhau. Tôn giả A Nan Đà: Tâm tôi an trú nơi tam muội như sắc, vào đại thành Xá Bà Đề khất thực. Nếu vào thành như vậy thì nguyện cho tất cả dân chúng nghe pháp liền được giải thoát. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc. Nếu vào thành Xá Bà Đề khất thực như vậy thì nguyện cho mọi thứ nhà cửa, tường vách, đồ dùng đều đầy đủ trang nghiêm, cây lá, hoa quả, y phục vân vân đều phát ra âm thanh nói về pháp không, vô tướng, vô nguyện, nói về pháp bất sinh, vô ngã. Bồ Tát Trừ Ác: Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc. Nếu vào thành Xá Bà Đề khất thực như vậy thì nguyện cho các chúng sinh nếu có tạo hành nghiệp ác đáng thọ quả báo thì khiến cho họ thấy được chánh pháp. Đời hiện tại tội sẽ được nhẹ. Bồ Tát Bảo Tràng: Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc. Nếu vào thành Xá Bà Đề khất thực như vậy thì nguyện cho tất cả kho báu đều mở rộng đầy đủ. Bồ Tát bất mê kiến. Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc, nếu vào thành Xá Bà Đề khất thực như vậy, thì nguyện cho những chúng sinh nào gắn nhận lãnh Bồ Đề, nam nữ dùng mắt thấy tôi thì đều thấy thân tôi như sắc thân Phật, nhất định sẽ đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng giác. Bồ Tát chướng nhất thiết tội. Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc, nếu vào thành Xá Bà Đề khất thực như vậy, thì nguyện cho tất cả dân chúng không bị năm thứ ngăn che làm chướng ngại. Bồ Tát quán thế tự tại, tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc, nếu vào thành Xá Bà Đề khất thực như vậy, thì nguyện cho những chúng sinh nào bị tù tội, trói buộc, sắp chết, đều được giải thoát, không còn sợ hãi. Bồ Tát biện tụ, tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc, nếu vào thành Xá Bà Đề khất thực như vậy, thì nguyện cho tất cả dân chúng nào có tâm xấu ác, tâm tôi dùng âm thanh ca ngợi tâm từ để họ thay đổi và đạt được biện tài. Bồ Tát bất mê hành. Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc, nếu vào thành Xá Bà Đề khất thực như vậy, thì nguyện cho chúng sinh nào dùng mắt thấy tôi, thì tất cả không bị thoái chuyển nơi đạo quả vô thượng chánh đẳng giác. Chư Bồ Tát và các đại thanh văn ấy đều y theo pháp như thế mà thực hành. Các vị tiến vào thành Xá Bà Đề để khất thực. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc, quốc vương của nước Kiều Tát La, có một công chúa tên Đắc Vô Cấu đã từng thân cận với vô lượng chư Phật, trồng nhiều thiện căn, cúng dường nhiều Đức Phật, thông rõ nhiều pháp sâu xa, chứng đắc năm thông, dùng thiên nhãn thấy xa, thanh tịnh hơn người. Các vị Bồ Tát và đại thanh văn kia ở giữa đường bàn luận, cô đều nghe được. Vương nữ kia diện mạo đoan chánh, thùy mị xinh đẹp, lời nói luôn được dịu dàng, được cha mẹ yêu quý. Tất cả thể nữ dân chúng đều ưa thích nhìn vương nữ. Công chúa chỉ mới 12 tuổi. Vào ngày mùng 8 tháng 2 là ngày sao Phất Sa xuất hiện. Vương nữ muốn du hành để cầu sự an lành. Cha mẹ cô bằng lòng liền cho 500 bà la môn đem theo bơ, sữa, hoa quả cùng nhau xuất hành. Vì muốn giả bày, tâu rõ nên các bà la môn kia thấy chư Bồ Tát và các đại thanh văn bèn đứng lại suy nghĩ. Nay chúng ta lại thấy những người có tướng hảo an lành này. Khi ấy, trong các bà la môn theo hầu, có một vị bà la môn lớn tuổi tên là Phạm Thiên, thưa với phương nữ Đắc Vô Cấu. Công chúa nên biết, chúng ta đã gặp nhiều đập điều không mới rồi, vì phía trước có các tỳ kheo đang đứng như thế, thì nên quay về thành thôi. Thấy sự việc như vậy thì làm gì cũng không thuận hợp. Do nhân duyên này, ông ta hoặc giải thích, hoặc tâu bày, nào là không may, nào là không thành. Tức thì vương nữ Đắc Vô Cấu dùng kệ trả lời bà la môn Phạm Thiên. Các vị không chướng ngại, đẩy lui nhiều kẻ xấu. Thanh tịnh thái tứ đế, chánh niệm tin giải thoát. Ruộng phước lượng túc tôn, cúng dường được sinh thiên. Và quả báo an lạc, người cúng không gặp xấu. Người trì giới đệ nhất, người lìa uế không tâm ác. Trị bệnh khắp thế gian, cứu chúng sinh đau khổ, thế gian Phật tối thắng, đấng Pháp chủ đệ nhất, chúng đây đệ tử Phật, không phiền não cấu nhiễm, chư Đại Bồ Tát đây lìa xa những pháp gì, pháp ác đều xa lìa, thường thận trọng không phạm, hơn thế gian trì giới, ai thấy người tướng hảo nên đủ cách cúng dường, được pháp tài như ý, những vị này đủ tướng, tâm tịnh ruộng phước lành, bà la môn nên tin, làm người được nhiều phước. Bà la môn Phạm Thiên vì vương nữ Đắc Vô Cấu nói kệ. Chớ theo tâm mờ tối, nên nhìn các tỳ kheo, đắp y và cạo tóc, cầu điềm lành không thấy, vua cha không vui lòng, tôi lại bị chê cười, chẳng thể giữ trai giới. Xin đừng nhìn tỳ kheo, nếu không thấy tỳ kheo, thì được điềm lành lớn. Vương nữ Đắc Vô Cấu vì bà la môn Phạm Thiên nói kệ. Không phải chỉ ngày nay mà cứu cha mẹ ta, chẳng thân tộc tiền tài, lại chẳng phải của báu, công đức những vị này. Ở nơi hạnh hữu vi, những vị này cứu ta, cùng với cha mẹ ta. Chính vào ngày hôm nay, ta xả bỏ thân mạng, vẫn yêu kính Pháp Phật, không tham của thế gian, không quy y kẻ khác, thường cứu độ chúng sinh, chỉ có Phật Pháp Tăng, Tam Bảo là cứu hộ. Bà la môn Phạm Thiên thưa với vương nữ Đắc Vô Cấu. Không phải vậy công chúa từ trước đến nay chưa từng thấy Phật, chưa từng nghe Pháp, chưa cúng dường Tăng. Vậy cô nghe ở chỗ nào, làm sao tin Phật được? Vương nữ Đắc Vô Cấu đáp: Lúc ta sinh được 7 ngày thì có một vị Bà La Môn đặt ta trên giường báu bằng vàng tại điện Chiến Đàn. Ta thấy 500 vị thiên tử bay nơi không trung trên chỗ ta đang nằm. Trong 500 vị thiên tử này có một vị đã từng tán Như Lai và dùng nhiều lời tán thán công đức của Phật, tán thán Pháp và Tăng. Khi ấy ta nghe 500 vị thiên tử hỏi: Thiên quân thấy Phật Như Lai rồi, vậy tướng mạo Phật như thế nào? Nói cho chúng tôi biết được không? Vị thiên tử kia biết rõ lòng tin của ta, và vì muốn làm phát sinh lòng tin nơi 500 vị thiên tử, nên nói bài kệ khen Phật. Tóc Ngài không cấu nhiễm, trong sạch xoắn mềm mại, mặt như hoa trong cánh, như trăng tròn đôi đêm, lông trắng giữa chặn mày, như ngọc rất đẹp sáng, vượt hẳn hàng quyến thuộc, âm thanh Phật phi diệu, sư tử trong loài người, mắt Ngài rất thù thắng, 40 răng bằng đều, tâm hơn hẳn muôn loài, lưỡi Ngài dài và rộng, sạch đẹp che khắp mặt, lời nói thiện, lợi ích, xa ác khẩu lưỡng thiệt, có không và ngữ nghĩa. Phật không lời khen chê, lợi ích các chúng sinh, vô số người tin tưởng, tướng đỉnh như vỏ ốc, ngón tay dài hơn người, mũi giống như tượng vương, chỉ ngửi mùi trong sạch, âm tàn như voi chúa, cũng như ánh mặt trời, lông trên thân mềm mại, lòng bàn chân bằng phẳng. Tránh lời ác nói thật, tất cả Mâu Ni Vương đã phá tan ác kiến đã diệt sạch, chúng sinh có vấn nạn, giải đáp khiến hoan hỷ, xa lìa hai cực đoan. Chỉ thuyết pháp trung đạo, tùy sở thích người nghe đưa đến vui vẻ nhất. Lời chân thật, thẳng thắn, tất cả đều hoan hỷ. Mưa pháp tưới cùng khắp, mưa pháp rất bình đẳng. Như Lai đã tự độ, cũng độ tác chúng sinh, bậc cứu đời đệ nhất. Nhìn thế gian tương ưng, công đức Ngài vô lượng, tôi không thể nói hết. Các thiên tử nghe rồi, tâm thanh tịnh tin Phật. Vương nữ Đắc Vô Cấu thuyết kệ đó rồi, nói với Bà La Môn Phạm Thiên: Đại Bà La Môn, tao sinh 7 ngày liền được nghe công đức của Pháp Phật. Từ đó trở đi, chưa bao giờ có một chút tâm si mê che lấp, không tham đắm các dục, không ganh ghét, không tham lam, không khởi tâm trộm cắp, tâm không lượng xét, cũng không nhớ nghĩ, không biết ái nhiễm đối với quyến thuộc, hoặc cha mẹ, anh em, chị em, không tham đắm đồ trang sức, cho đến cõi nước thành ấp thôn xóm, thân mạng và cả sự sống. Đại Bà La Môn, tâm ta luôn nghĩ đến tướng khác, đó chính là tướng Phật. Đại Bà La Môn, tâm ta luôn luôn nhớ nghĩ về ba điều. Những gì là ba? 1. Như Lai dù ở chỗ nào, ta cũng đến để thưa hỏi. 2. Nếu khi Đức Phật thuyết pháp, ta đều ghi nhớ, giữ gìn tất cả, không để mất một chữ, một nghĩa, một lời, bất cứ ở đâu, dù là một đêm hay một ngày. 3. Ta thường thấy Phật chẳng phải là không thấy. Ta thường nghe Pháp, thường cúng dường chúng tăng. Đại Bà La Môn thấy Phật như vậy, nghe Pháp và cúng dường chúng tăng như vậy, ta không nhàm chán. Bây giờ Đại Bà La Môn Phạm Thiên ra lệnh cho Tiểu Bà La Môn đồng hành. Này đồng tử, bây giờ ông hãy quay về tâu lại những gì Vương nữ Đắc Vô Cấu đã nói. Hãy vì Đại Vương và Phu Nhân nêu rõ các sự việc như vậy. Đồng tử vâng lời, đi theo chỗ nghe thấy, đều vì Đại Vương và Phu Nhân tâu rõ các sự việc. Lúc này, Vương nữ Đắc Vô Cấu vì mọi người mà nói rõ về công đức của Phật, vì mọi người mà nêu bày công đức của Pháp, vì mọi người mà thuyết giảng công đức của Tăng. 500 Bà La Môn kia nghe rồi đều phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng giác. Khi đó, Vương nữ Đắc Vô Cấu từ xe bước xuống cùng với Bà La Môn đến chỗ Bồ Tát và Đại Thanh Văn, đến rồi cung kính lễ bái, đứng trước Tôn giả Xá Lợi Phất chắp tay thưa: Kính bạch Đại Đức Xá Lợi Phất, tất cả nữ nhân trí tuệ rất ít, dục nhiễm lại nhiều, thường sống phóng dật, tâm ý hẹp hòi, không nhớ pháp thiện, phần nhiều chỉ nhớ nghĩ pháp ác. Lành thay Đại Đức, xin từ bi thương xót, nhớ nghĩ đến con mà thuyết pháp, khiến con luôn được lợi ích lớn và được nhiều an lạc. Vương nữ Đắc Vô Cấu thưa chua xong thì vua Ba Tư Nặc, quốc vương nước Kiều Tát La, nghe đồng tử Bà La Môn Ma Na Bà tâu rõ mọi việc, bèn mau chóng đến chỗ chư Bồ Tát và Đại Thanh Văn, Vua thấy vương nữ tự mình ngồi như chư vị kia. Vua nói, ở vương cung sung sướng, tại sao con lại ngồi nói như vậy? Con từ trước đến nay không hề bị tối tâm che lấp, không nhiễm đắm nơi hỷ lạc, chưa từng khởi tâm vọng động. Vua Ba Tư Nạc nước Kiều Tát La, vì vương nữ nói kệ, đoan chánh như thiên nữ, tươi đẹp lại trang nghiêm, vì sao khởi ác kiến, lời nói đều không chấp, còn nước ta giàu có, mẹ lại chiều ý con nhớ nghĩ điều gì, nói không đắm thân này, tất cả quý kính con. Thấy con đều thương mến, trong công đức trang nghiêm, vì sao không ham thích, con thấy nghe điều gì, nơi vui sinh buồn rầu, ta nói với lòng tốt, con có ước nguyện gì? Vương nữ đắc báo cáo vì vua cha nói kệ, cha không hiểu nhà ác, mong manh trong các ấm, hữu vi dỗ chỗ rừng trụ, như con hát diễn tuồng, rắn độc ở trong đó, mạng sống không hề dừng, không có tâm an lạc, làm sao ngủ yên được, bốn đại như rắn độc. Ba cõi sướng gì nào, oán tạc tranh chấp luôn, đến chốn vắng hiểm trở, oan gia phiền não độc, oan gia phiền não buộc, làm sao được an lạc, người nào là vui sướng, làm sao lại đắm vui, uống độc sao ngủ yên, sát hại sao vui được, bờ hiểm sao được an, mạng người cũng như vậy. Như Lai nói thí dụ, tụ hợp như tu di, tâm ý lại điên đảo, ai tin kiếp vô thường, cha mẹ anh chị em, tất cả cảnh giới giặc. Con hiểu biết chút ít, thân hữu đều quấy nhiễu, giống như bóng trong gương, tất cả đều vô thường, có được bao nhiêu người tin điều này không thật, mới thấy tự nhiên trí, liền phát tâm Bồ Đề, từ phát tâm đến nay, chưa mất hạnh Bồ Tát. Hành Bồ Tát làm sao? Tham nhiễm lạc thế gian, con thấy Đức Như Lai, công đức chẳng nghĩ bàn. Nghe thiền tuệ thuyết pháp, thấy chúng đệ tử Phật, cho nên không nhớ nghĩ, đâm dục lạc ở đời. Bây giờ vua Ba Tư Nặc nước Kiều Tát La nghe vương nữ nói kệ, bèn im lặng không đáp. Vương nữ đắc vô câu biết phụ vương im lặng, liền hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất, bạch đại đức Xá Lợi Phất, con xin hỏi, mong Tôn giả từ bi thương xót. Đức Phật thường dạy đại đức là bậc trí tuệ đệ nhất. Thưa đại đức, trí tuệ là gì? Trí tuệ đó là thường hay vô thường? Nếu là thường thì như lời Phật thuyết giảng các pháp đều vô thường. Vậy lời Phật thuyết giảng đó là hư dối, là thuyết pháp mê hoặc chăng? Nếu là vô thường thì pháp kia không sinh, nếu pháp chẳng sinh thì pháp đó là không. Vậy đâu có điều gì để nêu, tức là không nhớ nghĩ khi nói về pháp trí tuệ. Về do nghĩa gì Phật dạy, Tôn giả là bậc trí tuệ đệ nhất trong các vị tôn túc. Tôn giả Xá Lợi Phất im lặng không đáp. Bây giờ, Tôn giả Đạo Mục Kiền Liên hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất, sao nhân giả im lặng không đáp? Tôn giả Xá Lợi Phất nói, cô ta không hỏi tôi về pháp vô thường, mà hỏi về phần pháp chẳng sinh, cho nên tôi không đáp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vương nữ đáp vô khấu hỏi Tôn giả Đạo Mục Kiền Liên, bạch đại đức Mục Liên, Đức Phật dạy Tôn giả là vị thần thông đệ nhất. Thưa đại đức, Tôn giả an trú nơi tưởng của chúng sinh mà thể hiện thần thông, hay trụ nơi tưởng của pháp mà thể hiện thần thông? Nếu trú nơi tướng của chúng sinh thể hiện thần thông, mà chúng sinh tức là không, thì vì sao đại đức lại thể hiện thần thông? Nếu trú nơi tưởng của pháp để thể hiện thần thông, mà pháp thì không phân biệt, đại đức cũng vậy, không có sự phân biệt tức là không phân biệt. Vậy vì sao đại đức lại thể hiện thần thông? Tôn giả Mục Liên im lặng không đáp. Bây giờ Tôn giả Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử hỏi Tôn giả Đạo Mục Kiền Liên, sao nhân giả im lặng không đáp? Tôn giả Mục Liên đáp, cô ta không hỏi tôi về sự phân biệt. Tôi vốn không phân biệt, không chấp giữ, không phân biệt nơi đạo Bồ Đề của Như Lai, nên tôi không đáp. Vương nữ Đắc Vô Cấu hỏi Tôn giả Phú Lâu Na, Di Đà La Ni Tử, bạch Đại Đức Phú Lâu Na, Đức Phật dạy Đại Đức là vị thuyết pháp bậc nhất. Đại Đức vì thọ trì mà thuyết pháp hay không thọ trì mà thuyết pháp? Nếu thọ trì mà thuyết pháp thì cùng với tất cả phàm phu ngu si không khác. Vì sao? Vì tất cả hàng phàm phu ngu si đều thọ trì. Thưa Đại Đức, như vậy không xa lìa pháp của tất cả hàng phàm phu ngu si. Nếu không thọ trì mà thuyết pháp thì pháp tức đã không có vật. Vậy tại sao Đại Đức là vị thuyết pháp đệ nhất trong hàng tôn túc? Tôn giả Phú Lâu Na, Di Đà La Ni Tử im lặng không đáp. Tôn giả Đại Ca Diếp hỏi Tôn giả Phú Lâu Na, Di Đà La Ni Tử, sao nhân giả im lặng không trả lời? Tôn giả Phú Lâu Na, Di Đà La Ni Tử đáp, cô ta không hỏi tôi về nghĩa của Thế Đế là hỏi tôi về chân đế, cho nên tôi không đáp. Vương nữ Đắc Vô Cấu hỏi Tôn giả Đại Ca Diếp, bạch Đại Đức Ca Diếp, Đại Đức đã nhập vào 8 giải thoát, nhập rồi lại xuất ra, vì người quyết thuyết pháp. Ở bên hệ người nào, cho đến khi chỉ nhận lấy một chút ít thực phẩm, thì những người cúng dường kia đã được sanh thiên. Vậy theo Đại Đức, việc thí đó như thế nào? Vì thân tịnh thí, vì tâm tịnh thí, hay vì cả thân tâm tịnh thí? Nếu vì thân tịnh thí mà thân tức là vô tri, vô giác, không động như cỏ cây, như vách, như đất, thân kia như vậy thì không thể tịnh thí được. Nếu vì tâm tịnh thí mà tâm là như huyễn, không chút nào dừng, thì không thể tịnh thí. Nếu thân tâm kia trong ngoài đều tịnh, thân tâm như vậy càng không thể tịnh thí. Thân tâm không vật thì làm sao tịnh thí? Tôn giả Đại Ca Diếp im lặng, không đáp. Khi đó Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi Tôn giả Đại Ca Diếp, sao nhân giả im lặng không đáp? Tôn giả Đại Ca Diếp đáp, cô ta không hỏi tôi về pháp chọn lấy mà hỏi tôi về pháp không chọn lấy, nên tôi không đáp. Vương nữ Đắc Vô Cấu hỏi Tôn giả Tu Bồ Đề, bạch Đại Đức Tu Bồ Đề, Đức Phật dạy Đại Đức là vị hành hạnh A Lan Nhã đệ nhất. Thưa Đại Đức, A Lan Nhã là có vật tu hay có pháp tu? Nếu có vật tu thì là vô thường, nếu có pháp tu mà pháp thì không có tướng sinh, không có tướng diệt. Pháp với tướng bất sinh, bất diệt thì pháp đó là bình đẳng. Nếu bình đẳng thì chẳng phải bình đẳng. Nếu chân như thì chẳng phải là chân như, không động, không chuyển. Nếu không động, chuyển thì pháp đó không thể thuyết giảng. Nếu không thể thuyết giảng thì nó là không thể nghĩ bàn. Nếu không thể nghĩ bàn thì nó không thể nêu bày. Nếu không thể nêu bày thì nó không vật. Nếu không vật thì nó không thật. Nếu không thật thì thánh nhân không nêu bày. Tôn giả Tu Bồ Đề im lặng không đáp. Tôn giả Ly Bà Đa hỏi Tôn giả Tu Bồ Đề, sao nhân giả im lặng không đáp? Tôn giả Tu Bồ Đề đáp, cho đến không có một chút pháp nào có thể thuyết giảng, nên im lặng là an lạc. Vương nữ hỏi như vậy là pháp không hí luận. Các lời nói ra đều không hoàn hảo, cảnh giới không ngôn tuyết là hạnh A La Nhã. Dương nữ Đắc Vô Cấu hỏi Tôn giả Ly Bà Đa, bạch Đại Đức Ly Bà Đa, Đức Phật dạy Đại Đức là vị tọa thiền bậc nhất. Vậy thưa Đại Đức, tâm nương tựa nơi thiền định hay tâm không nương tựa nơi thiền định? Nếu tâm nương dựa nơi thiền định mà tâm đại như huyễn, không thật, phân biệt. Nếu đã không thật như vậy thì phân biệt là không thật. Nương dựa nơi thiền tam muội là không thật. Nếu tâm không nương dựa nơi thiền định thì thiền không có tâm niệm, nên tất cả người chết cũng được hoan hỷ. Các loài cỏ cây tường vách ở thành Ba La Nại đều tương ưng với tam muội. Vì sao? Vì các vật đó đều vô tâm. Tôn giả Ly Bà Đa im lặng không đáp. Khi đó Tôn giả A Nê Lâu Đại hỏi Tôn giả Ly Bà Đa, sao nhân giả im lặng không đáp? Tôn giả Ly Bà Đa đáp, Vương nữ Đắc Vô Cấu hỏi về cảnh giới của Phật, cảnh giới đó chẳng phải là khả năng đối đáp của hàng Thanh Văn. Vương nữ Đắc Vô Cấu thưa, Ý thầy thế nào, pháp giới của Như Lai và pháp giới của hàng Thanh Văn có sai khác sao? Nếu pháp giới có sai biệt thì đó là pháp giới hư hoại. Nếu pháp giới hư hoại thì pháp giới là hai, pháp giới không hai mới được gọi là chân như. Chân như được nêu bày như vậy là không hai, chân như không hai như thế, không thể nói cái nào hơn. Đại đức vì sao lại nói như thế? Bây giờ Vương Lượng đáp vô cấu hỏi tôn giả A Nê Lâu Đại. Bạch Đại đức A Nê Lâu Đại, Đức Phật dạy Đại đức là vì đạt thiên nhãn đệ nhất. Vậy thiên nhãn của Đại đức là có vật để thấy hay không có vật để thấy? Nếu có vật để thấy thì rơi vào thường kiến. Nếu không có vật để thấy thì rơi vào đoạn kiến. Tôn giả A Nê Lâu Đại im lặng không đáp. Khi đó tôn giả A Nan Đà hỏi tôn giả A Nê Lâu Đại sao nhân giả im lặng không đáp? Tôn giả A Nê Lâu Đại đáp, cô ta hỏi về trí tuệ cho nên tôi không đáp. Vương nữ đắc vô cấu hỏi tôn giả A Nan Đà. Bạch Đại đức A Nan Đà, Đức Phật dạy Đại đức là vị đa văn đệ nhất. Vậy do vật gì được Đại đức cho là đa văn? Vì có nghĩa để nhận biết hay vì cứu cánh để nhận biết? Nếu có nghĩa để nhận biết thì nghĩa không có ngôn từ, không thể nêu giảng, chẳng phải tai nghe, hiểu biết, điều đó là chẳng thể thấy. Nếu là cứu cánh để nhận biết thì khi Đức Thế Tôn thuyết pháp nên nghe nơi diệu nghĩa, không nghe bằng văn tự, không nghe như vậy thì Đại đức A Nan sao gọi là đa văn? Tôn giả A Nan im lặng không đáp. Khi đó Văn Thù Sư Lợi hỏi tôn giả A Nan Đà sao nhân giả im lặng không đáp? Tôn giả A Nan Đà nói, tánh của tất cả văn tự là xa lìa như tiếng vang. Cô ấy hỏi tôi về văn tự nên tôi không đáp. Cô ấy hỏi về bình đẳng, lìa tâm, vô tâm. Nghĩa này thì chẳng phải là cảnh giới của người hữu học, làm sao nói được. Nhân giả nên hỏi đấng Pháp Vương Như Lai. Vương nữ đắc vô cấu hỏi đồng tử Văn Thù Sư Lợi. Bạch Bồ Tát Văn Thù, Đức Phật dạy nhân giả là vị khéo giảng pháp giải thoát thâm diệu của Như Lai, là bậc đứng đầu trong hàng Đại Bồ Tát. Pháp nhân duyên kia thâm diệu như thế nào? Là sâu xa, nên gọi là thâm diệu hay vì tự thể vốn thâm diệu? Nếu nhân duyên kia sâu xa, nên gọi là thâm diệu thì nhân duyên đó không cùng người hòa hợp. Vì sao? Vì nhân duyên ấy chẳng đến, chẳng đi, chẳng phải nhãn thức thấy, cho đến chẳng phải là chỗ nhận biết của ý thức. Không hai, hòa hợp cho nhân duyên mà sinh. Còn nếu tự thể vốn thâm diệu thì tự thể thâm diệu kia chẳng thể biểu thị. Văn Thù Sư Lợi, nghe thâm diệu của thực tế là rất sâu xa. Đắc vô cấu, thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, do thực tế kia chẳng phải là thực tế. Như vậy thì trí tuệ kia cũng chẳng phải là trí tuệ. Văn Thù Sư Lợi, không có ngôn ngữ để chứng đắc thực tế. Đắc vô cấu, thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nó không thể thủ đắc thì không có ngôn ngữ vượt quá ngôn ngữ, cho nên không thể thủ đắc. Văn Thù Sư Lợi, nếu như vậy thì làm sao vì người khác giảng nói? Đắc vô cấu, thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ đề của Như Lai luôn vượt quá mọi ngôn ngữ, điều đó là không thể nêu bày. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi im lặng không nói. Bây giờ Vương nữ đắc vô cấu hỏi Bồ Tát Bất Mê Kiến. Thiện nam, như Bồ Tát Bất Mê Kiến nguyện, tâm ta an trú quán sát đúng như sắc. Nếu vào thành Xá Bà Đề thì những chúng sinh nào gắn thọ nhận Bồ đề, dù nam hay nữ, hễ thấy ta thì đều thấy thân ta như sắc thân Phật. Điều này là thế nào? Nhân giả vì nhằm biểu thị sắc thân của Như Lai hay là nhằm biểu thị pháp thân? Nếu biểu thị về sắc thân, thì những chúng sinh kia không thể thấy thân Phật. Nếu thấy thân Phật là trái lời Phật dạy, bởi vì Phật thường dạy, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Nếu biểu thị pháp thân mà pháp thân của Phật thì chẳng thể thị hiện. Vì sao? Vì pháp thân của Như Lai vượt quá mọi nhãn thức, chúng sinh kia không thể nhận thấy. Bồ Tát Bất Mê Kiến im lặng không đáp. Khi ấy bảo Bồ Tát Bảo Tràng hỏi Bồ Tát Bất Mê Kiến, vì sao Bồ Tát im lặng không đáp? Bồ Tát Bất Mê Kiến nói, cô ta hỏi tôi về chỗ không vật nên tôi không đáp. Đắc vô cấu thưa, tôi chẳng hỏi về vô vật. Vô vật thì không thể hỏi, tôi nói về học pháp, nên tương ưng với tri kiến như vậy. Bồ Tát Mất Mê Kiến im lặng không nói. Vương Nữ Đắc Phổ Khấu hỏi Bồ Tát Bảo Tràng: Thiện Nam, nhân giả nguyện như vậy. Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc. Nếu vào thành Xá Bà Đề thì nguyện cho tất cả các kho báu đều mở bày đầy đủ. Điều ấy như thế nào? Nhân giả nhớ nghĩ về sự việc như thế nào? Vì có tâm hy vọng phước đức hay vì không có tâm hy vọng phước đức? Vì có tâm hy vọng về phước đức thì nhân giả cùng với hàng phàm phu không khác. Vì sao? Vì hàng phàm phu đều có tâm hy vọng và ái nhiễm điều đó. Nếu vô tâm hy vọng về phước đức, tức là vô tâm hy vọng được tích tụ. Bồ Tát Bảo Tràng im lặng không đáp. Vương Nữ Đắc Vô Cấu hỏi Bồ Tát Trừ Ác: Thiện Nam, nhân giả nguyện như vậy. Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc. Nếu vào thành Xá Bà Đề, nguyện cho các chúng sinh tạo các nghiệp ác và lãnh thọ quả báo tương ưng đó, thấy được chánh pháp thì chỉ chịu tội nhẹ trong đời hiện tại. Điều này là thế nào? Theo như lời Phật dạy, nghiệp là không thể nghĩ bàn. Nhân giả thuyết giảng không thể trái với lời Phật dạy. Nếu nhân giả không cho nghiệp là không thể nghĩ bàn, thì tại sao biết nghiệp nặng ở vị lai và tội nhẹ ở hiện tại, tất cả các pháp đều không có chủ thể? Nay nhân giả làm sao nói đạt được như bậc Pháp Vương? Nếu nhân giả làm cho nghiệp nặng thành nhẹ, thì trái lời Phật dạy. Bồ Tát Trừ Ác: Tôi chỉ dùng nguyện lực làm cho nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ. Đắc Vô Cấu: Không có người nào có thể làm hồi chuyển nguyện lực. Nếu có thể hồi chuyển thì mỗi Như Lai vốn đều có nguyện rằng khiến cho tất cả chúng sinh đều đạt được đại niết bàn, chẳng cần nguyện lực mà thành. Nên biết nguyện lực như vậy là không thể hồi chuyển được. Bồ Tát Trừ Ác im lặng không nói. Vương Nữ Đắc Vô Cấu hỏi Bồ Tát Chướng Nhất Thiết Tội: Thiện Nam, nhân giả nguyện như vậy. Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc. Nếu vào thành Xá Bà Đề thì nguyện cho tất cả dân chúng không bị năm thứ ngăn che làm chướng ngại. Điều này là thế nào? Nếu nhân giả hành thiền định có thể khiến cho chúng sinh không bị năm thứ ấy làm chướng ngại, tất cả các pháp đều là không có chủ thể. Như vậy nhân giả không là nhân giả, tôi cũng chẳng phải là tôi. Tại sao lại có thể ban ân cho người khác? Bồ Tát Chướng Nhất Thiết Tội: Tôi trước hết là tu tập từ tâm. Đắc Vô Cấu: Tất cả chư Phật đều hành tâm đại từ. Trong cõi Phật có các chúng sinh bị các thứ trói buộc, ngăn che làm não loạn sao? Bồ Tát Chướng Nhất Thiết Tội im lặng không nói. Vương Nữ Đắc Vô Cấu hỏi Bồ Tát Quan Thế Tự Tại: Thiện Nam, nhân giả nguyện như vậy. Tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc. Nếu vào thành Xá Bà Đề thì nguyện cho các chúng sinh nào bị trói buộc, bị người sắp giết hại, liền đạt được giải thoát, không còn sợ hãi, được sự an lạc. Điều này là thế nào? Nhân giả vì chấp thủ để tu hành hay không vì chấp thủ để tu hành? Nếu chấp thủ để tu hành thì không thể được, vì người ngu si hay chấp thủ. Nếu không chấp thủ để tu hành thì chẳng phải là vô thường. Nếu chẳng phải là vô thường thì không thể chấp giữ. Bồ Tát Quan Thế Tự Tại im lặng không đáp. Khi ấy Bồ Tát Biện Tủ hỏi Bồ Tát Quan Thế Tự Tại: Vì sao Bồ Tát im lặng không đáp? Bồ Tát Quan Thế Tự Tại: Cô ta không hỏi tôi về pháp sinh, không hỏi về pháp diệt, lại hỏi tôi về pháp bất sinh bất diệt nên tôi không đáp. Đắc Vô Cấu: Thưa Bồ Tát Quán Thế Tự Tại, sao nhân giả không hỏi về pháp bất sinh bất diệt ở chỗ nào? Bồ Tát Quán Thế Tự Tại: Đắc Vô Cấu, nơi nào bất sinh bất diệt thì không có một chút văn tự được nêu ra. Đắc Vô Cấu: Nếu không nêu ra thì tất cả các pháp không có một chút văn tự, chẳng phải vì người trí tuệ mà nêu ra văn tự, không tham đắm nơi văn tự thì pháp giới không bị chướng ngại, cho nên tâm kia không nhiễm chấp. Bồ Tát Quan Thế Tự Tại im lặng. Bồ Tát Quan Thế Tự Tại im lặng không nói. Vương nữ đáp câu cấu hỏi Bồ Tát Biện Tụ: Thiện Nam, dân giả nguyện như vậy, tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc. Nếu vào thành Xá Bồ Đề thì nguyện cho những chúng sinh nào có tâm ác độc sẽ thay đổi và hướng đến tâm từ bi. Cùng khen ngợi, âm thanh, ngôn ngữ đều được biện tài. Điều này là thế nào? Nhân giả khởi biện tài ấy vì có nhân duyên khởi hay không có nhân duyên khởi? Nếu có nhân duyên khởi thì tất cả vô thường đều do nhân duyên khởi. Người như vậy không cho đắc tịch tỉnh. Nếu không nhân duyên khởi thì không đúng, nên không được nói là có biện tài phát khởi. Bồ Tát Biện Tụ: Từ lúc tôi mới phát tâm Bồ Đề đến nay, thường nguyện như vậy, nếu các chúng sinh được thấy tôi để đạt được biện tài. Đắc Vô Cấu: Thiện Nam, nhân giả vì có tâm nên biện tài hay vì không có tâm nên biện tài? Nếu có tâm nên biện tài thì rơi vào chỗ thường kiến. Nếu không có tâm nên biện tài thì những ngôn ngữ kia làm sao nói là nhân giả, không nói thật. Bồ Tát Biện Tụ im lặng không nói. Vương nữ đắc Vô Cấu hỏi Bồ Tát Bất Mê Hành: Thiện Nam, nhân giả nguyện như vậy, tâm tôi an trú quán sát đúng như sắc. Nếu vào thành Xá Bà Đề thì nguyện cho chúng sinh nào thấy tôi, tất cả đều không thoái chuyển nơi đạo quả Bồ Đề vô thượng. Điều này là thế nào? Sao gọi là Bồ Đề? Bồ Đề kia là có hay là không? Nếu nói là có thì nhân giả đắm chấp vào thường kiến. Bồ Tát Bất Mê Hành: Gọi là Bồ Đề tức theo ngôn ngữ của người trí nên gọi là Bồ Đề. Đắc Vô Cấu: Trí kia là sao? Là thể sinh khởi hay là thể tịch tỉnh? Nếu thể sinh khởi thì sự sinh khởi đó đều là vô thường. Nếu đều vô thường thì không chánh niệm. Nếu cho đều vô thường là chánh niệm thì tất cả kẻ si mê đều tương ứng với chánh niệm. Còn nếu là thể tịch tỉnh thì không thủ đắc. Vậy đã không thủ đắc thì không phân biệt. Điều này hoặc Phật thuyết, hoặc Bồ Tát thuyết, hoặc A-la-hán thuyết, hoặc Phàm Phu thuyết. Vì sao về đạo Bồ Đề không phân biệt? Phàm Phu thì có phân biệt. Người có phân biệt thì chẳng phải là trí tuệ. Bồ Tát Bất Mê Hành im lặng không nói. Bây giờ, tôn giả Tu Bồ Đề nói với chư Bồ Tát và các đại thanh văn: Chúng ta nên quay về, hôm nay không cần vào thành Xá Bà Đề khất thực nữa. Vì sao? Vì hôm nay đã có được pháp thực vi diệu, hảo hạn đã đầy đủ. Chúng ta được nghe phương nữ đắc Vô Cấu thuyết giảng pháp thù tán vi diệu. Hôm nay chúng ta đạt được đầy đủ pháp thực rồi. Vương nữ đắc Vô Cấu hỏi tôn giả Tu Bồ Đề: Đại đức Tu Bồ Đề, không lấy không bỏ là pháp của thanh văn. Này các vị cầu điều gì? Theo ý tôn giả thế nào? Đại đức Tu Bồ Đề, không hí luận là pháp của thanh văn. Nếu đắm chấp nơi hí luận thì chẳng phải là pháp của thanh văn. Đại đức Tu Bồ Đề, không nương dựa là pháp của thanh văn. Cảnh giới của thánh nhân chẳng phải là nương dựa. Chẳng nương dựa là không phát khởi động tác. Bây giờ chư Bồ Tát, các đại thanh văn và 500 bà la môn, vương nữ đắc Vô Cấu, Vua Ba Tư Nặc, Nước Kiều Tát La cùng vô số người thị tùng đều đến khu lâm viên Kỳ Đà Cốc Cô Độc, đến chỗ Đức Thế Tôn, hết thảy đầu mặt đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh Phật 3 vòng, rồi ngồi qua một bên. Vương nữ đắc Vô Cấu nhiễu quanh Phật 1000 vòng, xong rồi thì gối phải quỳ sát đất chắp tay hướng về Phật, dùng âm thanh vi diệu nói kệ: Bạch Như Lai, con xin thưa thiện thệ đấng trí vô thượng đẳng, xứng danh vô cấu nhiễm, tâm chủ trong ba cõi, đem pháp vị cam lồ khiến con được từ ái. Bồ Tát hành thế nào để ngồi nơi gốc cây, phá trừ quân ma vương, thành Bồ Đề vô thượng, sao chấn động đại địa cho đến động Long Cung, làm sao phóng ánh sáng chiếu khắp vô lượng cõi, thuyết pháp hành Bồ Đề làm sao được tổng trì. Bồ Tát hành thế nào đắc thánh tài của Phật, tu tịch tỉnh thế nào, chứng thiền định đệ nhất, sức thần thông thế nào, trượng phu làm sao thuyết, tối thắng trong chúng sinh. Hành đẳng tâm thế nào, biện tài sao được tịnh, hòa hợp cùng mỹ ngữ. Các Bồ Tát thế nào quyến thuộc được khéo léo, đại trượng phu thế nào mà được túc mạng trí, đắc thiên nhãn vô cấu, thiên nhĩ tha tâm trí, ánh sáng đại thần thông, đến vô lượng thế giới, sao nhớ nghĩ bố thí, sao hành, hành nhẫn nhục tịnh giới, tinh tấn như thế nào, hành bát nhã ra sao, làm sao, thường xa lìa những nơi từ thai sinh, không cảm thọ thai sinh, hóa sinh đến bờ kia, làm sao trụ Phật tiền, thuyết pháp không vô ngã, thế nào ái không ái. Hai tâm đều bình đẳng, diệt tất cả xấu nhiễm, vững tâm không cao thấp, pháp thế gian bất động, giống như núi Tu Di, được mất và khen chê. Thuận nghịch cùng khổ vui, các pháp thế gian ấy, xa vượt qua như trăng, vô chủ không định dối. Không nhiễm làm sao mạng, lìa bỏ tâm cao ngạo, không có tâm như vậy, tịch tịnh hơn tịch tịnh, không bỏ niệm chỉ quán, người trí tuệ đệ nhất. Làm sao bị trói buộc, không ái của vợ con, làm sao mà sinh tử, rõ ái giống như chim, thường như trăng không khác. Tâm kia đại như vậy, làm sao có ái pháp, người có trí làm sao như đất, nước, lửa, gió, không động thường thế nào, bình đẳng như hư không, pháp bất xạ thế nào, thường không xạ pháp Phật. Thà tự xạ thân mạng, không xạ pháp đệ nhất. Làm sao trụ bồ đề, chứng pháp không phiền não, chữa bệnh nơi chúng sinh, coi nước Phật trang nghiêm, làm sao tăng trú tịnh, tăng tịnh làm sao có. Pháp ba đời thế nào, nghe có chúng sinh vui, ác làm sao hoại diệt, La Hán thấy tứ đế. Làm sao giới đầy đủ, làm sao trăm chúng sinh, nơi ăn trụ bồ đề, hành hữu thường, đắm chấp. Ai sẽ được đoan nghiêm, ai lại được hóa sinh, làm sao giàu có lớn, trí tuệ lớn thế nào. Tất cả hành trí đạo, ai có thể đầy đủ, đạt 32 tướng và 80 vẻ đẹp. Tất cả phước đức lành, không do biện tài sinh, làm sao có tăng tịnh, tỳ kheo thọ cụ túc. Nơi nào có nguyện này, làm sao trăm hữu sinh, tốt mạng làm sao có, thường cùng Phật hòa hợp. Ở trong ngàn ức kiếp không làm ác hành thiện, tâm không vướng đoan nghiêm, làm sao có y sư. Sức tinh tấn nhẫn nhục, làm sao được thù thắng, làm sao quy y Phật, quy y Pháp và Tăng. Tự bỏ thân mạng mình, chứ không bỏ Pháp Phật, các chúng sinh thế nào. Hành bồ đề, hành tịnh, tất cả hối lìa bỏ, vì chúng sinh thuyết Pháp, không một chút nghi ngờ. Tất cả trí tịch tỉnh, nếu chúng sinh hành pháp lần lượt được thọ ký. Vương nữ Đắc Vô Cấu nói kệ như vậy rồi, Đức Thế Tôn liền dạy Đắc Vô Cấu, lành thay, Đắc Vô Cấu. Này con khéo hỏi Như Lai, nhận ý nghĩa ấy, con hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ vì con mà thuyết giảng. Đức Phật liền dạy, Đắc Vô Cấu, cho Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp, có thể phá trừ ma vương, những gì là bốn, tâm không ganh ghét người khác cúng dường, lìa bỏ lời nói thô ác, thường sinh thiện căn cho nhiều người, không đoạn tận việc tu tâm từ bi. Đắc Vô Cấu, chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp như vậy thì phá trừ được ma vương. Đức Thế Tôn bèn thuyết kệ. Tâm chớ sinh ganh ghét, miệng chớ nói lời ác, dạy nhiều người làm lành, không ngừng tu tâm từ. Bồ Tát siêng tu hành bốn loại pháp như vậy, diệt ma vương mười phương, chứng bồ đề vô thượng. Đắc Vô Cấu, chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp có thể làm chấn động đến vô lượng thế giới chư Phật, những gì là bốn, như lời thuyết giảng mà tu hành, tâm tinh pháp sâu xa, giáo hóa vững chắc, dạy đạo bồ đề cho nhiều người. Đắc Vô Cấu, chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp như vậy có thể làm chấn động vô lượng thế giới chư Phật. Đức Thế Tôn thuyết kệ. Thực hành như lời nói, biết pháp nhẫn sâu xa, muốn được pháp bạch tịnh, giáo hóa người vững chắc, thường vì nhiều người giảng, đạo bồ đề vô thượng, người biết pháp như vậy, chấn động ức thế giới. Đắc Vô Cấu, chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp, có thể phóng hào quang chiếu sáng vô lượng thế giới chư Phật, những gì là bốn, cúng dường đèn sáng cho Phật, giữ gìn chánh pháp, vào trong tám nạn ác của chúng sinh mà thuyết pháp, dùng lưới báu che phủ tháp Như Lai. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát nếu thành tựu bốn pháp như vậy thì có thể phóng hào quang chiếu sáng vô lượng thế giới chư Phật. Đức Thế Tôn thuyết kệ, dùng đèn sáng cúng Phật, được ánh sáng thanh tịnh, thường giữ gìn chánh pháp, như chánh pháp tọa trì, nên vì người phóng dật thuyết pháp bất phóng dật, dùng lưới báu phi diệu che phủ tháp Như Lai. Chư Bồ Tát như vậy hào quang chiếu thế giới, khắp cõi không thể lường, đi khắp ức thế giới, đến muôn loài chúng sinh, người gặp đều an lạc, phát tâm cầu Bồ đề, vô thượng đại trí tuệ. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp, có thể chứng đắc Đà La Ni. Những gì là bốn? Bố thí đủ loại, người nữ trang nghiêm dành cho người đến sinh, ca ngợi công đức của Như Lai, tu hành bát nhã. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp như vậy thì chứng đắc Đà La Ni. Đức Thế Tôn nói kệ, tu hành các loại thí trời thời được Đà La Ni. Các người nữ trang nghiêm đem cho người đến sinh, thương khen công đức Phật, tu hành bát nhã Phật, hành bốn pháp như vậy, tất được Đà La Ni. Dù ở trong ngàn kiếp hành trì không thoái thất, 10 phương Phật thuyết pháp đủ sức nhớ thọ nhận. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì đạt được tam muội. Những gì là bốn? Thường thuyết giảng pháp hữu vi có nhiều điều khổ, chỉ thích ở một mình, không bạn lữ, phát tâm luôn siêng năng tinh tấn, nghiệp thiện là cứu cánh. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp như vậy thì chứng đắc được tam muội. Đức Thế Tôn nói kệ, dạng hữu vi nhiều khổ, một mình như tê giác, tinh tấn thường có trí, hành nghiệp thiện cứu cánh. Thực hành bốn pháp ấy, cầu nối hạnh Bồ đề, được tam muội tịch tỉnh, mau ngộ Bồ đề Phật. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì đạt được sức thần thông. Những gì là bốn? Thân nhẹ nhàng, tâm khinh an, thọ trì tất cả pháp Phật, thọ trì bốn cảnh giới, không giới, bình đẳng. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp sẽ đạt được sức thần thông. Đức Thế Tôn nói kệ, thân tâm đều nhẹ nhàng, trong pháp không nương dựa, không giới, ngã vô lượng, bốn giới cùng hành trì. Suy lượng bốn pháp này đạt vô lượng thần thông, dùng sức tam muội ấy đến tất cả thế giới, một niệm ở cùng khắp, thế nhiều ngàn ức Phật. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp có thể được một oai nghiêm thù thắng. Những gì là bốn? Không sân hận, quyết dọn tháp Như Lai, chi mưa gió mạnh, làm rồi rất hoan hỷ, hộ trì giới tịnh đầy đủ, tất cả các thời thường trước tiên hỏi thăm, tới các pháp khí không hề hủy hoại, tâm như kim cang. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp như vậy thì có được mọi oai nghiêm thù thắng. Đức Thế Tôn nói kệ, với người không sân hận, che mưa gió tháp Phật, quét sạch cho trang nghiêm, thường cung kính cúng dường, thường hộ trì giới tịnh, thường hỏi thăm trước tiên, hết lòng nơi pháp khí, như tu di kim cang. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp nên có thể hóa sinh, thường ở chỗ Phật. Những gì là bốn? Làm tượng Như Lai ngồi tòa sen, dùng các hoa ưu bát la, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi rải lên thân Phật hay rải lên tháp. Tại mọi sự an lạc, có nhiều biện tài đối với người trì giới, tâm không hủy hoại tất cả thiện căn, nguyện cùng tất cả chúng sinh đều được an lạc, khiến đạt được Phật đạo. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát nếu thành tựu bốn pháp như vậy thì có thể hóa sinh, thường ở chỗ Phật. Đức Thế Tôn nói kệ, tạo hình tượng Như Lai, ngồi trên tòa hoa sen, cúng dường đủ hoa nước, vì lợi ích người khác, không nói ác với người, không giữ lời người xấu, nhớ chúng sinh 10 phương, nguyện cho được an ổn. Tu hành pháp như vậy, bốn công đức thù thắng cho nên được hóa sinh, thường ở chỗ chư Phật. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì sẽ đạt được giàu sang lớn. Những gì là bốn? Bố thí với tâm bình đẳng, bố thí không hy vọng được báo đáp, mở rộng lòng tin tưởng, biết tâm hành của các chúng sinh. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp như vậy sẽ được giàu sang lớn. Đức Thế Tôn nói kệ, tâm bình đẳng bố thí, sở hữu đều không tiếc. Thâm tính trí tuệ Phật được giàu sang phú quý, tín hiểu không nịnh ganh, không dựa lỗi của người, thấy đúng tin chánh pháp, khéo được giàu sang lớn. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát Thần Tử bốn Pháp sẽ chứng đắc trí tuệ lớn. Những gì là bốn? Đối với Pháp không sinh tâm ganh ghét, trừ bỏ chỗ nghi hối cho người khác, thuyết giảng đúng như đã lãnh hội, tu hành nhiều Pháp không. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát Thần Tử bốn Pháp như vậy sẽ đạt được trí tuệ lớn. Đức Thế Tôn nói kệ. Người trí không ganh ghét, trừ nghi hối cho người, như chỗ nghe mà nêu, hạnh không của Như Lai, hành bốn pháp như vậy, tùy hỷ chỗ Như Lai, theo lời Phật mà học mau thành lưỡng túc tôn. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát Thần Tử bốn Pháp sẽ được nhận biết về túc mạng, những gì là bốn. Vì người quên Pháp đã lâu mà thuyết giảng Pháp dễ nghe, khiến được ghi nhớ, không quên nghĩa câu. Làm cho người khác tin lời đã nêu giảng, khiến họ hoan hỷ vì họ mà thuyết Pháp. Muốn khiến cho chúng sinh vượt khỏi các khổ não nơi Pháp hữu vi, đạt đến Niết Bàn. Biết rõ về tam muội huyễn tương ưng với nguyện. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát Thần Tử bốn Pháp như vậy thì đạt được trí nhận biết về túc mạng. Đức Thế Tôn nói kệ. Người đọc tụng mau quên, dạy họ cách nhớ nghĩ, thường nói lời thích nghe, không mỏi mệt vì người. Thoát các khổ hữu phi, bỏ tướng tu tam muội, hành bốn pháp như vậy là người biết túc mạng, do lượng ngàn ức kiếp mau thành bậc y vương. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát Thần Tử bốn Pháp thì có thể thường thân cận nơi Phật, những gì là bốn. Dù nhân duyên gì làm cho mất mạng cũng không bỏ Pháp Phật. Dù nhân duyên gì làm cho mất mạng trọn đời cũng không nêu lỗi lầm của Pháp Sư. Dù nhân duyên gì làm cho mất mạng trọn đời cũng không thân cận với tri thức bất thiện. Thường tu tam muội niệm Phật. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát Thần Tử bốn Pháp như vậy thì thường thân cận với Phật. Đức Thế Tôn nói kệ. Thường không bỏ Phật đạo, chẳng khinh hủy Pháp Sư, không gần tri tất ác, luôn siêng năng niệm Phật, hành bốn Pháp như vậy, được thân cận Như Lai, dù sinh ở chỗ nào, nơi ấy thường có Phật. Cho đến chưa chứng đắc, vô thượng đạo Bồ Đề, tất cả chỗ sinh đến, đều được gần gũi Phật. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát Thần Tử bốn Pháp tất đạt được 32 tướng đại trượng phu, những gì là bốn. Đem vàng, rải cúng Phật hoặc rải cúng nơi tháp. Thường dùng hương thơm xông nơi tháp Như Lai, đem các loại hoa, hương, âm nhạc cúng dường, quyến thuộc đều tùy thuận cúng dường các bậc hòa thượng A-sa-lê, vân vân. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát Thần Tử bốn Pháp như vậy thì đạt được 32 tướng đại trượng phu. Đức Thế Tôn nói kệ. Đem vàng rải cúng tháp, hương thơm sông tháp Phật, hương hoa nhạc cúng dường, kính cúng dường Pháp Sư, hành bốn Pháp như vậy, được 32 tướng, đoa nghiêm rất vi diệu, đủ tất cả công đức. Pháp này có diệu tướng trí tuệ Phật đệ nhất. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát Thần Tử bốn Pháp sẽ đạt được 80 vẻ đẹp, những gì là bốn. Dùng các loại vải sạch đẹp trang nghiêm Pháp tòa, không sinh tâm mệt mỏi khi cúng dường người khác, không não loạn đối với Pháp Sư, dạy các chúng sinh hạnh Bồ Đề của Phật. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát Thần Tử bốn Pháp như vậy sẽ đạt được 80 vẻ đẹp. Đức Thế Tôn nói kệ. Vẻ đẹp trải Pháp tòa, cúng dường không mệt mỏi, dạy người đạo Bồ Đề được 80 vẻ đẹp. Bồ Tát tu hạnh này, công đức bốn loại này, đối với tất cả thời được tướng hảo trang nghiêm. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát Thần Tử bốn Pháp thì đạt được biện tài thanh tịnh. Những gì là bốn. Thọ trì tạng Pháp của Bồ Tát, luôn luôn đọc tụng Pháp môn tam tụ. Về người khác thuyết Pháp lìa nhân duyên, do Bồ Đề của Phật là bất sinh bất diệt, xa lìa mọi nhân duyên. Hoan hỷ thọ trì không tiếc thân mạng và tài sản. Đắc vô cấu, chư Đại Bồ Tát Thần Tử bốn Pháp như vậy sẽ đạt được biện tài thanh tịnh. Đức Thế Tôn nói kệ. Ngày đêm thường đọc tụng, giữ vững tạng Bồ Tát, thế gian mọi chống trái, thọ trì Pháp Phật ấy, không tiếc thân tài sản, chỉ tiếc đạo Bồ Đề. Hành bốn Pháp như vậy, biện tài được tăng trưởng, như vật cài lên tóc. Người thấy đều hoan hỷ, tất cả các thế gian, chúng sinh nơi trời người, thấy vị Bồ Tát kia hoan hỷ cũng như vậy. Đắc vô cấu. Chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì có thể làm thanh tịnh cõi Phật. Những gì là bốn? Đối với người khác không ganh tị, tâm bình đẳng với mình và người. Thế các chúng sinh, tâm thường hoan hỷ, không gần gũi với các quyến thuộc xấu. Đắc vô cấu. Chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp như vậy thì có thể làm thanh tịnh cõi Phật. Đức Thế Tôn nói kệ: không ôm lòng ganh ghét, lợi người khác không giữ, thấy chúng sinh vui vẻ, bình đẳng với tất cả, không bạn quyến thuộc xấu. Bốn pháp ấy như vậy, người tu hành đầy đủ được cõi Phật thanh tịnh. Đắc vô cấu. Chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì có được tăng chúng đầy đủ. Những gì là bốn? Không nhớ nghĩ đến quyến thuộc của người khác. Quyến thuộc bị chia rẽ thì làm cho hòa hợp. Chỗ nào có thuyết pháp thì dốc tâm tọa trì độc tụng về người khác giảng nói. Lìa bỏ lời ác. Đắc vô cấu. Chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp như vậy thì có được tăng chúng đầy đủ. Đức Thế Tôn nói kệ: không nghĩ quyến thuộc người, hòa hợp kệ phá hoại, thuyết pháp dạy dỗ họ, không nói lời hủy hoại. Hành bốn pháp như vậy, tăng thanh tịnh bậc nhất. Ai muốn tăng thanh tịnh, trí tuệ tu pháp này. Đắc vô cấu. Chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì sẽ theo đúng sở nguyện của tâm sẽ đến cõi Phật. Những gì là bốn? Tâm không sinh ganh ghét đối với bạn bè của người khác. Thường cầu hành sáu pháp ba la mật muốn được viên mãn. Lòng tin thanh tịnh, kiên cố. Đối với chư Bồ Tát thường khởi tâm tưởng nhớ là Thầy. Cho đến các vị mới phát tâm Bồ Đề, cũng đều sinh tâm tưởng nhớ và cúng dường như Thầy, mà không chấp riêng về nhân duyên bạn bè. Đắc vô cấu. Chư Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp như vậy, sẽ tùy theo sở nguyện của tâm sinh đến cõi Phật. Đức Thế Tôn nói kệ: không ganh lợi giữa người, cầu pháp ba la mật, thường vững tâm thanh tịnh, Bồ Tát tưởng pháp sư. Không vua nịnh cầu vui, muốn thân hữu an lạc. Thường tu công đức này, mau thân cận Như Lai, sở nguyện đều tùy tâm, được sinh thế giới Phật, đã sinh thế giới kia theo ý niệm đều đạt. Bấy giờ, Đắc vô cấu bạch Phật: bạch Thế Tôn, Phật đã vì con thuyết giảng về pháp môn này. Nếu như con không tin, không giữ, không tu, không hành các pháp ấy, tức là hủy hoại tất cả 10 phương chư Phật Thế Tôn ở ngay đời này, nơi mạng sống hiện tại. Lúc ấy Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với phương nữ Đắc vô cấu: cô thật là hy hữu. Như chỗ đã nêu bày thì Bồ Đề rất khó chứng đạt. Bồ Đề ấy là hành điều khó hành, có tu được là hiếm có. Đắc vô cấu liền thệ nguyện: thưa Đại Đức Mục Kiền Liên, đến đời vị lai tôi sẽ thành bậc Như Lai, ứng cúng chánh biến tri giống như Đức Thế Tôn bây giờ không khác. Nếu điều đó thật sự không sai khác thì khiến cho 3.000 đại thiên thế giới chấn động đủ 6 cách, không một chúng sinh nào bị sợ hãi. Hôm nay tôi nói lời chân thật, nếu tôi kham nhận sự tu hành đầy đủ như lời Phật dạy thì trời sẽ mưa hoa và các nhạc khí tự nhiên phát ra âm thanh. Thân nữ tôi sẽ chuyển thành thân nam tử. Đắc vô cấu nói như vậy xong, tức thời 3.000 đại thiên thế giới chấn động đủ 6 cách. Các nhạc khí trời tự nhiên phát ra, trời rưới mưa hoa, vương nữ Đắc vô cấu chuyển thân nữ thành thân nam. Như đồng tử 16 tuổi rất đẹp đẽ đoan nghiêm, tất cả đều thấy rõ. Bây giờ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên bạch Như Lai: bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Theo sự hiểu biết của con thì Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến khi an tọa nơi đạo tràng, thành tựu đạo quả, Bồ Tát Đắc vô cấu này thần thông như vậy là tối thắng bậc nhất, đại lực như vậy, đại thể như vậy, tu trì đúng như thật. Các điều như thế chứng tỏ là đầy đủ mọi sự khác lạ. Đức Phật dạy: đúng vậy, đúng vậy. Đúng như lời Mục Liên nói, Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến khi an tọa nơi đạo tràng là phước điền của hàng trời người ở thế gian, luôn vượt hơn tất cả thanh văn chuyên giác. Khi đó Đức Phật mỉm cười. Tư pháp thường của chư Phật khi mỉm cười thì có vô lượng màu sắc khác nhau, xanh vàng, đỏ, trắng, hồng, tím hiện ra. Ánh sáng màu vàng ròng từ kim khẩu của Như Lai phát ra chiếu khắp vô lượng vô số thế giới cho đến cõi phạm thế, rồi thâu lại nhập vào nơi đỉnh đầu. Lúc này Tôn giả A Nan bèn đứng dậy, sơ y vai trái, gối phải sát đất, chắp tay hướng về phía Phật nói kệ tán thán. Thiên vương Khẩn Đa La, chủ thế giới Ta Bà, tiếng như đại phạm thiên, âm thanh như mạng mạng, âm nhạc của chư thiên, tham sân si tịch tỉnh, thế giới đều đáng yêu, người trong sạch như trăng, sức công đức như biển, vì sao phóng hào quang, là chấn động sáu cách, mặt đất không nghiêng ngã, như hoa trong hư không, người thấy lòng ưa thích, giống như sư tử vương, phá trừ giả can nhỏ. Như Lai càng đẩy lùi tất cả các ngoại đạo, cúi xin Mâu Ni Tôn, ngày nay vì con thuyết, Phật có nhân duyên gì, người nào được lợi ích, na do tha ức số. Ánh sáng vầng nhật nguyệt, đế thích chủ Ta Bà cho đến sáng phạm thiên, hào quang từ miệng Phật chiếu sáng không cấu nhiễm, ánh sáng nơi mười phương tất cả bị che lấp, như trăng giữa chạng mày thanh tịnh không cấu uế, như trăng đầm mùa thu hoa phân đà không khác, giống như điện phát sáng lửa đóm sao hiện được. Đó Thích Ca Mâu Ni che lấp các ngoại đạo, nay Như Lai phóng quang, ai cũng được lợi ích. Tôn giả A Nan nói kệ rồi. Đức Phật dạy: Vương nữ Đắc Vô Cấu này, trú trì đúng như thật, chuyển thân nữ thành thân nam. Tôn giả có thấy điều đó không? Tôn giả A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Đức Phật dạy: Bồ Tát Đắc Vô Cấu này, trong 80.000 A Tăng Kỳ kiếp hành trì hạnh Bồ Tát, cầu đạo quả vô thượng chánh giác. Ở nơi 60.000 A Tăng Kỳ kiếp, chỗ Phật hành trì hạnh Bồ Đề, sau đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới phát tâm Bồ Đề. Thế giới Phật của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và 80.000 Bồ Tát, với mọi công đức trang nghiêm, thì thế giới Phật của Bồ Tát Đắc Vô Cấu với các công đức trang nghiêm như vậy. Bây giờ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên hỏi Bồ Tát Đắc Vô Cấu: Thiện Nam, nhân giả hành hạnh Bồ Đề từ lâu xa đến nay, luôn dốc cầu đạo quả vô thượng chánh giác, vì sao không chuyện thân nữ? Đắc Vô Cấu thưa: Thưa Đại Đức Mục Kiền Liên, sự giác ngộ nơi Bồ Đề chẳng phải ở thân nữ, chẳng phải ở thân nam. Vì sao? Vì Bồ Đề là chẳng sinh, chẳng phải từ thân tâm tỏ ngộ được. Khi đó, đồng tử Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Đắc Vô Cấu này ở chỗ 60 ức Đức Phật hành trì phạm hạnh, tu không tam muội viên mãn, trải qua 80.000 A Tăng Kỳ kiếp tu pháp nhẫn vô sinh, đã từng gặp 30 ức Phật, thưa hỏi chư Phật về những điều khó hỏi, nên Bồ Tát Đắc Vô Cấu đạt được giải thoát thâm diệu trong hàng chư Bồ Tát, chính là bậc tối tôn đệ nhất, đã từng cúng dường y phục thức ăn lên 80 ức Phật, đã hỏi về pháp môn biện tài luận nghĩa này. Này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe pháp môn này thọ trì độc tụng, là vì người khác giảng thuyết thì người kia được phước rất nhiều. Vì sao? Vì pháp môn này gồm đủ các nhân duyên để đạt đến Bồ Đề. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp môn này gọi là gì? Con sẽ phụng trì như thế nào? Đức Phật dạy: Này Văn Thù Sư Lợi, pháp môn này gọi là luận nghĩa biện tài. Theo như vậy mà thọ trì, hay còn gọi là pháp môn Đắc Vô Cấu, cũng thọ trì như vậy. Khi Đức Phật thuyết giảng như vậy, có 80 ức Na Do Tha chúng sinh là hàng trời người vân vân, tất cả không thoái chuyển, quyết định sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác, chánh giác. Bây giờ là Bồ Tát biện tụng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, là Bồ Tát Đắc Vô Cấu còn bao nhiêu lâu nữa sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác? Đức Phật dạy: Này thiện nam, Đại Bồ Tát Đắc Vô Cấu này trải qua vô lượng 100.000 A Tăng Kỳ kiếp nữa sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Cấu Tiếu Ức Niệm Tràng Vương Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Thế giới đó gọi là vô lượng tịnh diệu công đức trang nghiêm. Cõi ấy không có thanh văn duyên giác, phước lạc hơn hẳn cõi trời. Lúc này Đại Bồ Tát Đắc Vô Cấu ở trước Đức Thế Tôn nghe được thọ ký rồi, rất hoan hỷ, bèn bay lên hư không cao 80 ức cây Đa La, trú ở trên ấy phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp hàng ngàn quả Phật, đồ trong hoa báu 84.000 do tuần hiện rõ phía trên đỉnh đầu Như Lai. Cúng dường Phật rồi, giống như chim bay phục xuống, nhảy quanh chỗ Phật ngàn vòng, ngồi qua một bên chắp tay hướng về Phật. Khi ấy, 500 Bà La Môn kia cùng Bà La Môn Phạm Thiên thấy Bồ Tát Đắc Vô Cấu hiện bày thần thông thù thắng, nên đều kinh sợ, tâm được thanh tịnh, tin tưởng, yêu kính sâu xa, chắp tay hướng về Phật nói kệ. Nếu cung kính Như Lai, lợi kia là đại lợi, khiến người nào quyết định làm nhân duyên Pháp Phật. Bà La Môn cũng con, trước tạo các việc ác, thấy các đại thanh văn, miệng nói là không tốt, nay sám hối tội này, nguyện sau không bị nạn. Thấy nói xấu Phật tử, chẳng phải lời người hiền. Chẳng khéo được thân người, bớt thức ăn người khác, nếu con không thấy Phật, vua công đức vi diệu. Thì được Đắc Vô Cấu, giải thích, nêu bày luôn. Khi thấy đệ tử Phật, nghe chốc lát cung kính, con hỏi vương nữ rằng, đã thấy Phật khi nào? Sinh ra lúc 7 ngày, bây giờ nghe hiệu Phật, nghe nói công đức Phật, thể thật không sai khác. Con nghe danh hiệu Phật, sinh tâm tinh thanh tịnh, tất cả đều muốn đến. Đấng Bồ Đề Vô Thượng, nhờ phước báo đời trước, con được nghe hiệu Phật, đến Đấng Thích Sơ Tử, đành lễ sát chân Phật. Cầu thấy lễ bái Phật, được nghe Pháp Vô Thượng, thấy Đấng Lượng Túc Tôn, thoát khỏi tất cả khổ. Nếu Thích Sơ Tử Phật, thuyết Pháp lời thật ngữ, con học Pháp Phật kia, nhân duyên được Pháp Phật. Người nữ nghe Pháp Phật, được Bồ Đề Vô Thượng, con đây vào thật Pháp, thực hành đạo Bồ Tát, con tin vào Pháp Phật, sẽ được hơn thế gian, tâm trí kia vững chắc, nhớ nghĩ Mâu Ni Tôn. Thành trí A Nan hỏi, Thánh trí A Nan hỏi, tọa ký hết mọi người. Khi ấy Đức Thế Tôn thuyết kệ, 500 những vị này, Bà La Môn Phạm Thiên, tất cả cùng một lúc sẽ được thành Phật đạo trong 80 ức kiếp, không làm các hành ác trong mỗi kiếp ấy. Được thấy ức Như Lai, quá khứ đã cúng dường đủ 500 ức Phật, sau đó lại được thấy ức Phật ngồi Bồ Đề, cúng dường Phước Điền Tăng, 80 ức tỳ kheo, đồng vì các chúng sinh thuyết pháp môn như vậy, tất cả đều lần lượt vào Niết Bàn Tịch Lạc. Đức Phật thuyết giảng cái này xong, Đại Bồ Tát biện tụ, Đại Bồ Tát Đắc Vô Cấu, tất cả Bồ Tát, các Thanh Văn, các Bà La Môn, Vua Ba Tư Nạc, Nước Kiều Tát La, Bà Chúng Trời, Người Atula, Càng Tát Bà, vân vân. Đức Thế Tôn thuyết giảng đều hoan hỷ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.